quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt tại khu vực của xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nơi đây trước kia là khu vực mà thời kỳ mà sau giải phóng thì phát triển những cái nông trường gọi là vùng đất kinh tế mới. Ngày hôm nay đang được chuyển mình thay đổi để xây dựng nên những khu công nghiệp, những khu dân cư, và đặc biệt nhất là cũng sẽ có được một khu vực đó là một cái bệnh viện trong quy hoạch rất lớn, đó là bệnh viện Chợ Rẫy 2. Để mời quý vị cùng ngắm nhìn khu vực này trong những ngày đầu đang chuyển mình. Bây giờ đã chuyển thành khu công nghiệp Lê Minh Xuân rồi, quý vị thấy. Còn đây là trụ sở, khu vực đất trống này là trụ sở của nông trường Lê Minh Xuân trước kia. Đây là cảnh khu vực gần nơi mà Thịnh Nguyễn đang sinh sống. Đây là mảnh đất đã được quy hoạch để xây dựng mảnh bệnh viện Chợ Rẫy.